Mọi người kêu thì quay clip mô tô chạy xe đi. Mỗi lần dắt xe ra trời mưa rồi quay cái gì. Cho một lời bình nha anh em. Hello anh em, thì mấy anh em nhà mình đó là mới xong việc xong rồi bây giờ mới đi chơi. Mà anh em biết không, giờ đi mấy anh em mình ít đi mô tô là như thế này anh em ạ. Thiệt là bãi trưởng. Thì bây giờ sẽ dắt từng con. Con quái vật này nó nặng lắm anh em ạ. Nhiều anh em thắc mắc là hỏi dắt xe đường nào thì đây nè, đây là ở sao có thiết kế cái đường dắt xe nha anh em. Nó có thiết kế cái đường để mình dắt xe. Để hai người mới dắt được, một người khó dắt, một người chỉ dắt được mấy dòng Z ngàn, Z 8 thôi, có hai phải là hai người. Con này là phải hai người dắt, còn những dòng như Z á thì một mình dắt vẫn được, một mình dắt được. Mấy đứa em mới của mình mới vô làm đó, nói chung là nó cũng không có chạy được, nó chỉ chạy được mấy chiếc GX với lại G15 thôi, chứ mấy con này khó chạy lắm. Cái con GX này nè, nhìn nó vậy á chứ mạnh lắm đó, làm full bài rồi. Con này là anh của mình, anh của mình độ cho nó full luôn, để chân cho nó đẹp quá. Đâu, lính mới qua, lính mới qua. Chắc em đi xe này luôn á, chắc em đi xe đó luôn á. Đi xe đó luôn đi. Ở đâu cũng được anh, đi đường mấy nào cũng được, giờ tới bến nào ngon này, cho đường đi.
phải trưởng các bạn ạ. À. Lâu lâu xách xe ra đi thì cả đám đều dính mưa. Đây nè, đây là dính mưa rồi, ướt mưa hết thì về còn. Đây ướt mưa, ai cũng ướt mưa hết. Giờ ai bày đi nó quay quá vô. Em bày nhưng mà chắc là do kia nó mang qua cho. Do chị đi mô tô á, hiểu không? Đó, không chị đi mô tô lâu quá rồi chị mới chạy mô tô. Một năm trời. Một năm trời mới thấy bà chạy mô tô. Ghê chưa? Tại này mới trời mưa. Ủa rồi đi đâu mưa, em đi quên. Nãy giờ ăn quên quay. Ăn quên quay nè, đây rồi ăn cái này. Nó đơn giản lắm. Quên quay. Giờ mới ăn chè. Chè ngon quá, ăn chè trong mưa. Đã ta chửi tao. Chè ba màu. Hết mưa rồi ông nội. Review rồi ăn cho anh em nha. Mời anh em nha. Ngon không? Ngon. Ngon không? Ngon. Chị nè. Ăn hết rồi. Ngon chị nè. Chết dần ăn luôn. Thiệt là bãi trưởng các bạn à. Giờ núp mưa đã rồi về. Nấp mưa đã rồi về. Không có đi đâu được hết. Tại vì mưa này là mưa tới sáng luôn. Mưa này là mưa tới sáng. Rồi, thiệt là bãi trưởng các bạn à. Thiệt là bãi trưởng các bạn à. Thằng Minh nó ăn ở làm sao á. Ngày bình thường đủ đéo bao giờ đi đủ mà léo mưa. Hôm nay đi là mưa. Ngày này nó xui lắm, mấy bạn đừng tin lắm. Rồi giờ về các bạn ạ. Ô mai chuối. Thiệt là bãi trưởng các bạn ạ. Mai rửa xe chết luôn các bạn ạ. Thiệt là bãi trưởng các bạn ạ. Dắt xe cho đã cố ra xong ra ngồi ăn ấy xong rồi. Rồi sao ta, xong rồi phải về lại, chắc mai bệnh quá thôi, sẵn tiện mai rửa xe luôn. Mai rửa xe luôn thì càng mệt mỏi. Lạnh khủng khiếp luôn, lạnh khủng khiếp luôn, lạnh khủng khiếp luôn. Giờ còn một cái quan trọng nhất đó là dắt xe lên lại. Đó đó là lý do vì sao mà mình biết chạy mình đổ để quay được. Mọi người kêu thì quay clip mô tô chạy xe đi. Mỗi lần dắt xe ra trời mưa rồi quay cái gì. Lên, lên, cho một lời bình nha anh em.